Xin chào quý vị và các bạn, chuyên mục review 90 giây của channel ngày hôm nay đã quay trở lại và xin được điểm qua đôi nét về chiếc đồng hồ bát mã truy phong của Ogivan có mã hiệu OG35888AGRGL. Một trong những điều đầu tiên làm nên giá trị của những chiếc đồng hồ Ogivan dòng này đó chính là việc chúng được sản xuất giới hạn. Và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất may mắn khi được sở hữu một trong số 999 chiếc trên thế giới mang tên bát mã truy phong. Những nghệ nhân Thụy Sĩ đã tìm hiểu rất kỹ về nét văn hóa phương Đông khi lựa chọn hình tượng này để thổi hồn vào các siêu phẩm. Tám chú ngựa mạnh mẽ biểu tượng cho sự thăng quan tiến chức, mã đáo thành công được chạm khắc tinh xảo mạ vàng hồng 18K. Tô điểm thêm cho sự đẳng cấp là 11 viên kim cương được đính tại các cọc số, riêng mốc 12 giờ là logo Ogivan được khắc nổi tinh tế. Thiết kế skeleton giúp chúng ta quan sát gần như trọn vẹn hoạt động của cỗ máy bên trong le lói dưới tám chú ngựa. Bộ kim nung xanh ngọc nổi bật hoàn toàn trên nền các chi tiết, giúp chúng ta xem giờ dễ dàng hơn. Và tất cả được bảo vệ dưới lớp kính sapphire cao cấp, cùng với vòng ngoài được chạm khắc theo kiểu xoắn thừng khỏe khoắn với đường kính 40mm. Núm vặn hình vương miện quen thuộc cho cảm giác chắc tay khi lên cót hay chỉnh giờ. Với cỗ máy bên trong là Celita SPK200 với 26 chân kính, tần số động 28.800 bph, size số cộng chỉ 10 giây trên một ngày. Tổng thể tông màu vàng kết hợp cùng dây da cá sấu càng tăng thêm vẻ sang trọng. Dây da được tích hợp khóa gập vô cùng tiện dụng. Với giá bán khoảng hơn 30 triệu đồng thì các tín đồ của chú cá nhảy đã sẵn sàng sở hữu. Hãy đến ngay với các showroom của X-Watt để có thêm thông tin về sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của chúng tôi. Rất hân hạnh được mang đến cho quý khách sản phẩm chất lượng và dịch vụ bảo hành số 1 Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. X-Watt bảo hành 5 năm cho cả lỗi của người dùng. Đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.